Hôm nay nhà Lu ăn sườn nướng. Công thức thì hôm trước Lu đã chia sẻ ở video trước rồi ha. Còn đây là sa tế, nước sốt Hàn Quốc, rất là thơm ngon và cay. Đây là bánh hỏi. Đó. Hôm nay Lu ăn vậy thôi. Với lại nước sốt này để cho hổ cha ăn vậy, nó chua chua ngọt ngọt. Nó nhạt á mọi người, thì chan vào trong cái bánh hỏi ăn chung với lại cái này rất là ngon. Lu sẽ ăn kèm với rau này, trời ơi rau này ngon quá mọi người ha. Rồi mời mọi người nha. Bà Trần Lisa, bà Trần Lisa thì ăn nui nấu với lại rau này, ăn đi con bà Trần. Đó, bà Trần hôm qua mới cắt tóc xong, anh Vanh Son cũng đòi ăn giống em. Ngon không con? Ngon, trời ơi, ngon nhỉ. Chào mọi người đi. Xin chào mọi người. Mời mọi người ăn bánh hỏi, thịt nướng. Đây là cái nước sốt của mẹ, chỉ có mẹ mới ăn cay thôi. Cái này gồm có sa tế này, chanh này, ớt này, với lại sốt chấm thịt nướng của Hàn Quốc. Con ngồi xuống đây ăn đi. Rồi, ngồi xuống con. Ngồi xuống con cốc tê Vanh Son nữa con. Con ngồi cạnh anh Vanh Son nhá. Mời mọi người ăn trưa nha. Nhâm 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 nhâm. Lu thì Lu sẽ ăn. Con có ăn cái này không con? No. Ngon lắm con. No, sẽ thêm bông, sẽ pa onion. Không có rau, pa legume gì. Con ăn thử đi này. Con ăn thử đi hả? Ngon không? Ngon đó, thấy chưa? Chưa có ăn thử mà chê rồi. Bà Trần. Đây bà Trần. Đây, bốc đi. Ăn bốc đi con. Đó. Bà Trần phá quá. Đừng có party. Ông chồng á, ông chồng á, ông lấy cục thịt, rồi ông lấy cục thịt nướng mọi người, xong đó ông thấy xương bên cạnh, ông cắt xương ông vứt, mà ông vứt cả thịt nữa. Lu tiếc quá, Lu bỏ qua dĩa cho em để em ăn, không biết ăn gì hết. Ôi bà chồng coi, bà này chui ra khỏi cái dây an toàn rồi. Leo rồi, trời ơi, mời mọi người nha. Ôi, ngon quá. Cái rau này không biết là rau gì mà thơm ơi là thơm. Còn cái rau này là rau salad. Rau salad thì Lu sẽ xì bóng xa nhiều à. Đấy, bánh hỏi. Đấy, cháy luôn. Đấy. Hai người hai kiểu, một người thì ăn nước sốt kia. Ê, cái gì Lisa vậy? Ăn nước sốt này, một người ăn nước sốt cay. Cái gì vậy con? Trời té bây giờ ớt rồi. Lisa phê quá Lisa. Không có cho mẹ ăn rồi đó. Ăn đi con. Bún cho Lisa những bún cho phá chút xíu mẹ dọn. Thịt hả? Thịt đúng không? Thịt ra ok. Để papa cúp cho. Thịt ra. Đây ăn đây con. Thịt à, con muốn thịt này hả? Papa cúp cho đi Vanh Son mà mang bao xi si cho. Papa cúp cho Vanh Son. Cúp cho Vanh Son. Cúp cho Vanh Son. Ngon quá. Ngon.
mời mọi người nhá. Lu là lu ăn theo kiểu Việt Nam, mọi người ăn bằng tay. Chấm. Tân chi tay về là bát đê gu, về bát đê gu như ta. Thế là bát đê gu. Anh Phong Xoa rất là thích ăn cái bánh hỏi này. Tại vì thì nó sẽ đâm nhé mà xong sầu rồi đúng không? Ăn có hành xong sợ. Anh này còn không có lấy kim. Đó, ăn đi con. Đó, ăn này. Non, pas partir, Lisa. À, bé, mà la vie. Ngon quá. Không nhấm thịt á. Nó ngấm nó mọi người, nó vàng, nó ngon. Lisa. Quoi, papa? Tout parfait. Oui, je pense que. Oui, je pense que. Ăn đi con. Không có chịu ăn. Ba đi dọn. Ba thích thì ba dọn. Ừ. Maman, je vais couper les. Les spaghettis blancs avec. Avec mes dents. Lisa, tu ne peux pas partir, ma chérie. Je ne peux pas chez toi. Ông này sạch lắm. Thấy con làm rơi là đi dọn liền. Trời ơi, mình bảo ăn xong đi em dọn cho. Không chịu. Cái số thích làm. Thích làm ạ. Ngon không anh không? Ngon không con? Ngon nè. Bánh hỏi ngon cực kỳ, bãi cháy bạc chết. Comment ça? J'ai coupé le spaghetti blanc avec avec mes dents. Bảo là con dùng răng để con ăn. Bà ăn đi con đi ra. Bà chàng này thì ăn kém lắm. Ăn đi con. Sáng giờ chưa ăn gì hết trơn. Nấu ăn. Chơi với con. Lave tout par terre. Đi ra. Cùng mua mất. Avec le spaghetti. De toi qui l'a jeté. Le gros sweater. Pour le gros sweater, je vais le prendre et laver tout seul, comme caillou. À, hôm nay Lu cắt tóc lần đầu tiên cho Lisa. Hôm trước thì cắt cái mái mà ba la quá trời. Nhưng mà mọi người thấy không, tóc loăn xoăn như thế này này. Tóc được có mấy sợi loăn xoăn như thế này mà nếu không cắt á thì nó sẽ không có dài ra được. Cái này là tóc tơ. Tóc tơ Lisa ha. Nói sao. Không nghịch à, tóc tơ. Tóc tơ cho con. Đây là cái áo mà mặc để ăn cơm mọi người. Cái áo này bằng nylon. Không biết cắt như thế nào luôn đó mọi người. Cắt. Trời ơi, cắt chắc ông chồng ông chịu chết. Đây đây. Không, ngồi yên con, ngồi cắt. Này. Ông đang rửa chén. Cắt xong chắc ông chịu chết luôn. Kệ đi. Ông nghiền để con gái tóc dài lắm. Rồi để mẹ cắt phía bên kia, bên này cắt một miếng nào. Anh Song không muốn cắt không con? Anh Song muốn cắt, mẹ cắt luôn. Mẹ không có biết cắt kỹ như thế nào nên mẹ cứ xéo vậy thôi.
thành cái nồi đi ha. Visa, Visa để mày cắt nha. Đằng sau nó xoăn đẹp lắm mọi người. Đằng sau nó dài, nó xoăn tít là đẹp lắm. Nhưng mà thôi cắt đi. Chứ nếu không cắt là cái tóc tơ nó cứ ở hoài vậy, nó không có dài được. Này, coi mọi người này, nó xoăn đẹp như thế này này. Nó xoăn tít luôn á. Quoi c'est un bébé, qui coupe les cheveux. Bébé cắt tóc, mẹ cắt tóc em. Et après c'est moi. Con cũng muốn cắt hả? Non, je veux pas couper. C'est pour faire ça comme ça pour moi. Moi, je veux pas couper les cheveux. Je veux couper les cheveux. Lisa là nó tóc tơ đó. Từ nhỏ tới giờ chưa cắt lần nào luôn. Bây giờ mẹ cắt cái này vui lắm ạ. Papa, recoupe les cheveux Lisa. Et moi fais ça. Nói với anh chồng là con cắt tóc Lisa ông đâu. Đang nhìn nó gà. Không sao, để mẹ cắt tóc con trai cho Lisa. Rồi, mẹ cắt xong rồi. Cũng xinh ha, không đến nỗi nào. Cũng không đến nỗi ngố như lần trước. Hôn anh cái, hôn anh cái nào. Anh hôn em cái. Em hôn anh cái nào. Ôi dồi ôi, cưng quá. Ê, mẹ hỏi này, yêu mẹ để ở đâu? Tim hả? Rồi Lisa, mẹ hỏi này, yêu mẹ để ở đâu? Tim. Tim, trời ơi. Rồi anh nữa, yêu mẹ để ở đâu? Tim. Ờ, trời ơi. Anh, em hôn. Em hôn anh kìa. Chơi